Cái thằng da vàng khè mặc có mỗi một cái quần đùi đỏ này chính là mình, trong nỗ lực tìm kiếm lại một mùa hè mà tại đó mình sẽ đi chơi công viên nước. Vì mình cận quá nặng và không biết bơi, thế nên việc đi công viên nước ngoài đời nó là một cái gì đấy nó vô cùng khó khăn. Bởi vì tất cả lý do đó mà mình sẽ chơi công viên nước ở đây. Mình là đại diện cho Việt Nam trượt đường ống nước để mà đấu với những cái thằng khác ở thế giới, và một thằng nó đã bay đi rồi. Ôi ôi ai ai ai, có lẽ nào cái điều đó hoạt động. Không có ai nói với mình là chuyện đấy xảy ra cả. Quá trường á, trượt nước mà bình thường, nếu mà bình thường ngoài đời mà chúng ta mà văng ra khỏi cái đường ống trượt nước là chắc chắn tỷ lệ là 99.9% là chúng ta sẽ trượt thẳng xuống lòng đất luôn đấy. Đâu lại nào, đây mình là người Việt Nam đấu với rất nhiều người của các nước khác này, và mình đang đứng ở thứ 16 rồi, lại có một thằng lại bay màu rồi, và ở đây mình có thể bay văng ra ngoài, và khi văng ra ngoài mình sẽ có thể rơi xuống cái đường ống trượt nước ở phía dưới và vượt qua những cái đối thủ khác. Ây à, uầy uầy uầy. Nhưng mà đôi khi chúng ta không nên chơi ăn gian như vậy quá nhiều, bởi vì như thế này đây. Vâng, hai lần liền đập mặt xuống đất rồi. Có lẽ là mình nên chơi theo kiểu truyền thống đi ha. Ok ok, lạc lại đánh võng này. Ở lại có một thằng nữa. Ê, hình như là có quy luật nhỉ. Cứ cái thằng nào đấy nó sẽ bị văng, auto văng ra ấy. Nào, này, ê, mình đẩy nó lên à. Ê, không, mình văng là mình. Ồ, đây. Ồ, mình có thể bay ra đây. Đây sẽ là... Thế mà cũng chưa được à. Tôi lần này chiến thắng lại nào. Nào, đánh võng nào. Đó, lúc nào cái thằng ở thứ 15 nó cũng bị văng xuống dưới. Hoặc là nó cố tình chơi chiêu. Ê, đây. Quái mình rơi, chuẩn này. Chuẩn luôn. Và mình được top 1 ngay lập tức. Hay không nha, thằng Star. Bye bye. Mình kill được nó luôn. Mình kill được những người đang cùng trượt. Ai à, YouTuber bò sữa à. Ê, từ. Ô, perfect landing. Mình khi mình rơi xuống chuẩn là mình có thể được tăng điểm. Ai, ok. Này, let's go. Và mình sẽ bùm tăng xuống dưới. 198 đô. Với số tiền này, mình có thể làm gì? Mình có thể nâng cấp được cái chỉ số của bản thân, rồi nâng cấp phao, hay là nâng cấp gì đấy, cái này là máy bay à. Còn phao mình thì thú vị này, mình rất muốn nâng cấp những cái phao nó đẹp đẹp một tí, chứ cầm cái phao cơ bản này nó hơi buồn. Còn nhân vật thì sao? Nhân vật thì là mở nhân vật, có rất nhiều lần nhân vật là toàn là động vật thôi. Rồi qua một bàn như vậy là mình nắm được sơ sơ cách chơi rồi đấy. Ok, quẩy tiếp nào. Cấp độ 2. Ui, hình như đường trượt nó thay đổi các bạn ơi. Đường trượt có nó thay đổi. Và đây rồi, mình sẽ chơi như thế này. Đó, top 1 luôn. Động mới kêu đầu có vương miện không? Ôi, áp xuống đây. Ảo hơi ảo ma nha. Nào con này, ông phiêu một gãy là bay màu. Bay triple kill. Mày à, trượt. Không sao. Mình có thể không cần tiêu chúng nó mới top 1 được. Không, phải tiêu chúng nó rồi. Hoặc là mình sẽ nhảy xuống dưới này để mình. Đó, mình sẽ đi trước. Ủa? Không sao. Bay này không ai tranh top 1. Con lợn này không sao, mình đã được top 1. Yes. Bây giờ mình mới nâng cấp được này. Với 300 đô mình sẽ nâng cấp được cái gì đây? Cấp độ sức mạnh và thời gian lượn trên không. 283230. Nâng một phát. 293331. Là nâng đều các chỉ số. Rồi được. Hấp dẫn đấy. Như vậy là mình cảm thấy ra là mình có thể có cái lý do để cày cuốc trò này để mình nâng cấp cái chỉ số của nhân vật. Đụng vào đó. Ôi, nó có một cái gì đó. Có một cái cột nước gì đấy. Hơi lạ nhỉ. Uầy. Ê, đây. Có khi mình xuống luôn. Ôi, đừng bảo là mình đến đích luôn nhá. Quả đó là tới đích luôn. Mình thấy cái ván chuột của sẽ là cây rồi. Nó rất là kiểu nó rất là muốn kiểu nó đẩy cho bản thân mình là phải tìm được cái đường tắt nào nhanh nhất để mà tới được đích ấy. Thế là cái về luôn cho đích này là. Ôi, đây rồi, làm lần nữa này. Đây. Trời ơi, chuẩn luôn. Sao con này bọn nó lướt nhanh thế nhở? Mình rơi như vậy mà mình bọn nó vẫn tới được. Ảo quá vãi chuột, what the hell? Mình rơi từ tít trên cao như thế mà chỉ được top 4. Đâu, có gì nâng cấp không?
nâng cấp phao. Ok, nâng cấp phao nó cũng tăng hết cho mình những chỉ số này lên. Hay nhở, chơi đường tắt cũng bằng bọn trượt theo kiểu truyền thống. Thế trượt làm gì? Tao thử tao. Đây đi, mình chọn đây. Bye bye. Mình chọn đây. Ê, có cái gì dưới kìa? Bữa nay có cái gì dưới nó lấp lánh ấy. Thôi, đã thế chơi ăn gian một thể luôn nào. Nào. Ok, top 1 luôn nè, đó. Mày đi đâu? Ok, trượt xuống luôn. Nào. Rồi, đây này. Ok. Mày này. Ây da, đập vào đất rồi. Không. Cái gì đây? Quá nhanh và quá nguy hiểm luôn. Một phát trượt thẳng xuống cái ván trượt màu xanh lá cây. Mà cho lại đỉnh cao ở chỗ là mình rơi theo cái chiều này. Thì đáng ra mình phải trượt về ngược lại không? Không. Quay xe đi theo đúng chiều luôn. Ai thế à? Được. Mở khóa được một cái gì mới đây? Ui, wow, những kỹ năng à? Kỹ năng như là đóng băng đối thủ, người khổng lồ, vô địch, vịt cao su, giật điện đối thủ trong nước. Ôi, sao cái đang chơi ở công viên nước mà sao có thể cho mấy cái này vào được vậy? Đâu, thử xem nào. Mình thử chơi cái trò giật điện đi. 400 đô. Rồi, mua xong rồi sao nữa? Làm sao để dùng? Hơi tốn tiền đấy. Rồi dùng ở đâu? Làm gì có cái ô nào để dùng kỹ năng đâu. Ây da. Hay là... À, nó là ở mấy cái sáng sáng. Ôi. Uầy, mấy cái khổng lồ này. Wow. À, hóa ra là nó là ở trên cái đường trượt. Sẽ có những cái tăng sức mạnh như vậy. Biến vịt để ấn chúng nó. Nhưng không sao, mình không cần. Mình chơi ăn gian. Nào. Mày này, khử được một thằng có 10 tiền à. Ê. Học kỹ năng, ok. Giật điện, nào. Người mình là sấm sét, giật điện tụi bay. Đúng rồi, đó. Tiếp tục. Ghê. À, mình vừa chơi đóng băng à. Ê. Không hiểu sao mình trượt ra ngoài luôn á, không hiểu luôn á. Có lẽ bây giờ mình nên chơi theo kiểu là bây giờ mình chơi kiểu truyền thống đi ha. Mình sẽ không chơi ăn gian nữa, mình sẽ đi theo kiểu là trượt đúng trên nước thôi. Không có chơi là chơi đường tắt nữa. Ê, có thể cho tôi mấy cái cục kia đâu không ạ? Nào. Ok, lụ nè. Ấn vịt. Đó. Dăm ba với thằng nhóc con. Ok, kim cương nè. Tiếp tục nè. Cục gì đây? Rồi. Đóng băng, yes. Đóng băng cái là vượt qua tất cả luôn. Ok, let's go. Hỏi chấm. Chấm hỏi. Khổng lồ. Yeah. Thằng nào nó có thể để đất lên trên cái đường trượt này được nhỉ? Ảo ma vậy. Rồi, ok. Let's go. Hỏi chấm. Giật điện. Đó. Tụi bay giật điện hết. Let's go. Rồi, ok. Mình đang tới được top 4. Top 3 rồi. Ok. Top 3 vẫn được nha. Vẫn có vẻ là như là được qua bàn. Đúng là đua theo kiểu nghiêm túc nó có cái hay của nó. Nhưng mà đua theo kiểu mà chơi ăn gian á, mình thấy nó cũng hay chứ. Cái trò này nó được thử lại liên tục mà. Đâu phải là chơi một lần đâu. Đấy. Vì vậy ấy. Nào. Đây. Ôi gì đấy. Ai. Wow. Mình có một cái ván trượt. Và mình sẽ có thể lượn lách luôn lách đó đi vào lòng đất. Đâu, đây. Đó, nó bên này. Ok này, rồi, nó bên này này. Đấy, trong lúc trượt ở trên cao mình phải đánh giá luôn cái khu vực bên dưới. Đây, đấy, góc này. Thôi, phải. Đấy, đó. Hơi chậm tí nha, hơi chậm một tí nha. Bên phải. Nó bên phải. Đấy, lụm tiền. Rồi, né đất này. Quả như là sắp với đất rồi sao á. Ok. Bắn vịt. Đó. Đấy. Chuẩn luôn. Trời ơi. Khi bạn dùng bộ não của game thủ chuyên nghiệp, bạn đã chiến thắng được cúp bãi biển. Đấy. Nó phải là như thế. Và mình nhận được một cái gì đây? Bộ bài màu đỏ. Aqua Pack. Mở ra được con hướng gái. Một cái ô. Một cái bóng bay. Một cái bóng bay nữa. Một cái phao. Ok. Đâu xem nào.
Đây 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 đây. Ô, mình có thể nâng cấp được. Ôi, mình trang bị luôn. Wow. Là cái này là cái ô à? Nếu mình trang bị nó thì mình sẽ đẩy được tốc độ của mình lên rất cao. Rất cao nha. Dùng bóng bay là 30 thôi nhưng mà đẩy, nhưng mà dùng cái này lên được 44. Nhưng đổi lại là mình bị giảm những cái chỉ số kia đi, như là power, sức mạnh và thời gian bay. Đẩy tốc độ lên là được đấy. Nâng cấp lên. Rồi, ok. Nhân vật thì sao? Nhân vật thì mình đang muốn chơi con trai nên là mình đợi đi. Rồi, chiến đi thế nào? Bây giờ mình chuyển qua là cúp đền chùa. Ở một khu vực mình thắng được 5 trận không là mình sẽ được thắng cái cúp đó luôn. Cúp thành phố, cúp Viking gì đấy, cúp cướp biển, cúp cướp cạn, cúp kho báu, rồi nhiều cúp này. Và giải cuối cùng là giải đấu cúp đại dương, mình cần tắt được. Nào, đây là ở đền chùa đúng không? Đường trấn nước ở đền chùa. Mới mở khóa được một cái ô, để thử xem cái ô nhau nào. À, từ nhá, để căn nào. Đây. Oh. Đây. Này chuẩn này. Chuẩn luôn. Rồi. Xuống dưới. Dưới. Đây. Bên phải. Đây, góc này đẹp luôn này. Let's go. Oh, là thế. Được chưa? À, hợp lý không? Rồi, xem nào, có gì không đây? Nhận nhiệm vụ mở khóa được một cái bộ bài nữa. Nào, bộ bài có 6 lá bài. Mình sẽ có cái gì nào? Một cái stingray chưa hiểu lắm. Một cái thằng con trai bóng bay. Phao nàng tiên cá. Cái ô và cái phao thường. Phao, mình chuyển qua cái phao. Phao nàng tiên cá. Ờ, là lại tăng tốc độ nữa và nâng cấp lên. Trời ơi, tốc độ 56. Vâng, mình need for speed. Chỉ cần tốc độ thôi nha. Chiến nào, tiến luôn. Nào, wow, một cái phao là tên cá, hợp lý đấy. Và mình sẽ tìm đường lướt. Đó đây, bên phải nè. Đó, góc này đẹp này. Ok, tục, bên phải nữa. Kia rồi, phải đích cái kia. Trời ơi, sẽ xuống đây. Xuống đây, đây nè. Cái mà ta cần ở đây nè. À, let's go. Đi nào. Quá khủng khiếp, một phát đến luôn vạch đích. Thế mới hợp lý chứ. Quẩy luôn. Ôi ôi, dăm ba mấy nhóc này. Rồi, nước sang bên này luôn. Đây, bản đồ chúng ta như này thì mình sẽ rơi xuống khoảng này là đẹp. Rồi, chúng ta. Ui, cũng có thằng, nó cũng chơi trò rơi đấy à. Ê, hơi bị quá rồi. Ờ, đây. Qua bên phải này. Đấy, vạch đích ở bên phải nhá. Vạch đích ở chỗ bên phải, như vậy thì mình sẽ đi qua bên này. Khi bạn dùng não, easy win. Trận đấu cuối cùng giành cúp đền chùa. Rồi, lượn qua bên phải đi. Ok, dù lượn này, đích ở đâu? Ở kia, trời ơi. Một chiến thắng nó phải gọi là dễ như ăn bánh. Chơi trượt nước như không, mình chơi lái dù lượn trên không. Đấy, ngon ngay. Top 1, lụm bài. Đủ luôn để mà nâng cấp. Ôi ôi, mở rất nhiều cái luôn nha. Mở được cả máy bay này. Nào, từ từ, lên cúp thành phố. Rồi, nâng cấp nào. Nâng cấp boy lên, đó, tăng chỉ số. Rồi còn phao thì sao? Phao thì mình chưa mở khóa được. Nhưng mà cái glider, wow. Mình có cả khiên của Captain America à. Rồi có cả máy bay thì tăng tốc độ rất cao, khiên thì đổi tăng sức mạnh. Rồi, rất xin lỗi các thần nhá, tôi chơi cái nào mà tăng tốc độ thật cao vào, tốc độ 57 đó. Người ta trượt nước thì chỉ cần có phao, mình trượt nước chơi cả máy bay luôn. Rồi, lượn ra bên này. Ê, đây, lượn bên này. Rồi, ok, có lại đường này. Đây, có bên này đi. Tiếp tục. Bên phải nữa. Đó. Phía xa xa là ở góc bên bên nào ta? Chưa tới. Góc này à? Không. Đi xa quá. Rồi, ok. Rồi. Lại máy bay đến đích được không đây? Sức mạnh đóng băng đối thủ. Ôi, đến đích mà đóng băng chứ bỏ lại thì hợp lý quá. Yes.
Easy win. Đúng là chơi trò này xong thì mình cảm thấy rằng là mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn khi mà nhốt mình trong bốn bức tường, không ra ngoài đi chơi công viên nước thật sự. Không bao giờ mình có thể trượt được như thế này ở công viên nước ngoài đời thật. Cho nên là bye bye công viên nước. Bye bye. Chơi game tiếp thôi. Còn các bạn, nếu từ nãy đến giờ các bạn chơi trượt nước cùng với mình mà đã thấy mệt rồi thì hãy qua ngay video này. Tại đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao chỉ cần tung đồng xu lên thôi mà có thể kiếm được không phải 1 triệu đô mà là 1 tỷ đô. Hãy bấm vào video này ngay để biết được mình đã làm điều đó như thế nào nhá.